Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 110. Hơn nữa trước khi chết, cơ thể họ đều bị nhiệt độ cao hàng vạn độ nung đỏ như kim loại được nung bằng lửa. Điều đáng sợ nhất là họ vẫn chưa chết trong trạng thái này, tiếng la hét thảm thiết của họ nghĩ lại thôi cũng đã nổi da gà. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn ra được Đường Nham đã thực sự nổi giận. Từ khi hắn ta bước lên con đường thông thiên cho đến nay, chưa từng có ai ngông cuồng như thế trước mặt hắn ta, hơn nữa đó còn là một tên hai lúa đến từ huyền hoàng giới. Đường huynh, hiểu lầm thôi mà, ta có 1000 viên đan tinh nguyên tự nguyện nộp lên, chỉ cần huynh bằng lòng thu xếp ổn thỏa, ta có thể tiếp tục. Phương Thiếu Vũ cắn răng cười, suy cho cùng hắn ta vẫn không muốn người của huyền hoàng giới chết ở đây. Cút! Đường Nham lập tức giơ chân đá bay Phương Thiếu Vũ, vẻ khinh thường lộ rõ trong mắt, ngươi là cái thá gì, cái đồ không bằng một con chó, xúc vật mà cũng xứng xưng huynh gọi đệ với ta à? Máu liên tục tuôn ra từ trong miệng Phương Thiếu Vũ. Lúc này chênh lệch giữa hai người lộ rõ khiến những võ giả trên quảng trường đã lùi lại thật xa đều biến sắc. Phương Thiếu Vũ, Trúc Thanh Sơn và Triệu Thần biến sắc, vội vàng bay qua chậm rãi dìu hắn ta dậy. Sau khi kiểm tra thương tích của Phương Thiếu Vũ, Triệu Thần suýt thành tiếng, Phương Thiếu Vũ, sao ngươi lại ngốc thế, cầu xin giúp tên xúc vật này để làm gì? Phụt! Phương Thiếu Vũ lại hộc ra một búng máu, sự sống của hắn ta đang giảm rất nhanh, hắn ta cười gượng, nhưng nếu các ngươi đã chọn ta làm thủ lĩnh, dù sao ta cũng phải thử một lần, Lâm Nhất là quân chủ chốt của huyền hoàng giới chúng ta, không thể chết. Ta là người quán quân của huyền vực, có trách nhiệm bảo đảm huyền hoàng giới không bị diệt cả đội, bảo vệ Lâm huynh, cần phải bảo vệ huynh ấy. Một đòn của Đường Nham làm cho hắn ta bị thương gần chết. Mặt Phương Thiếu Vũ xám như cho tàn, lúc hắn ta nói máu càng chảy ra nhiều hơn, dù có giữ được mạng thì e rằng tu vi cũng sẽ mất sạch, ở con đường thông thiên này hắn ta cảm thấy còn khó chịu hơn cả chết. Đường Nham không thèm nhìn, chỉ nhếch môi cười dữ tợn, nhìn về phía Lâm Nhất, vô dụng cỡ này còn không tự vệ được mà lại dám bảo vệ ngươi. Ngươi giết một con chó của ta, bây giờ ta đánh cho một thằng huynh đệ của ngươi tàn phế. Khó chịu lắm đúng không? Nhưng ngươi... có thể làm gì được ta? Ngươi, có thể làm gì được ta? Ngông cuồng, kiêu ngạo, bá đạo. Sự độc ác của Đường Nham khiến tất cả võ giả trên quảng trường chố mắt, vô cùng khiếp sợ. Lâm Nhất cười, giận quá hóa cười. Chẳng qua nụ cười của hắn lạnh đến mức khiến mặt trời không thể chiếu rọi ánh nắng vào người mọi người. Bản tính của hắn vốn là người tốt với ta tốt với người. Trong huyền hoàng giới, hắn chỉ quan tâm đến sinh tử của Trúc Thanh Sơn, không muốn bận tâm nhiều về những người khác. Nhưng bây giờ hắn đã sai, vô cùng sai. Phương Thiếu Vũ không hề muốn nhằm vào hắn, cái gọi là thủ lĩnh, cái gọi là nhường nhịn chỉ là một cách để hắn ta đảm bảo huyền hoàng giới không bị diệt cả đội thôi. Kiên trì, nhẫn nại đều vì sống sót. Còn sống mới có hy vọng. Nhưng hắn ta không hèn nhát, khi đồng đội gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ta vẫn sẵn sàng vứt bỏ danh dự của mình để cầu xin đối thủ. Cuộc tranh tài vạn giới, hắn ta nghĩ Lâm Nhất mới là quân chủ chốt của huyền hoàng giới nên mới dặn đi dặn lại đối phương. Nếu ngươi tự nguyện giao hỏa vân phần thiên thủ ra, ban đầu sẽ có một chút cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận vì cú đá vừa rồi, quỳ xuống cầu xin ta như một con chó. Những lời lạnh nhạt của Lâm Nhất vang lên. Ánh mắt lạnh đến cực hạn, hắn luôn luôn bình tĩnh nay đã thật sự nổi giận. Gì cơ? Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Muốn Đường Nham quỳ xuống xin tha như một con chó. Tiểu tử này điên rồi ư, không thấy vừa rồi Đường Nham đá một phát đã làm Phương Thiếu Vũ suýt chết sao? Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khinh bỉ, tiểu tử huyền hoàng giới này trông mới 18-19 tuổi, nhưng thái độ lại ngông cuồng như tiền bối đại năng. Ai cho hắn sự tự tin lớn như thế? Ha ha ha, đây là câu chuyện cười hài hước nhất mà ta từng nghe trong đời đấy. Trên khuôn mặt dữ tợn của Đường Nham không nhịn được hiện lên ý cười, nếu không phải do ngươi giết một con chó của ta, ta vẫn muốn giữ lại cho ngươi một mạng, ít nhất thì nghe chuyện cười mỗi ngày sẽ làm con người ta vui vẻ hơn, nhưng ngươi đã giết chó của ta, vậy thì nên. Đi chết đi. Vèo. Hắn ta vừa nói xong đã bay vút lên. Lao nhanh tới trước mặt Lâm Nhất. Rầm rầm.
Tốc độ của hắn ta quá nhanh, kéo theo gió lớn làm cuốn lên bụi bặm khắp quảng trường, đất đá bay mù mịt càn quét hàng vạn mét xung quanh. Ầm, ầm, ầm. Tốc độ bay của hắn ta đã nhanh đến đáng sợ, nhưng tốc độ tung quyền lại càng nhanh hơn. Mọi người còn chưa kịp nháy mắt, Đường Nham đã tung liên tiếp 7749 quyền tới trước ngực Lâm Nhất. Trong tiếng nổ rung trời, uy áp lớn mạnh sau lưng Đường Nham ngưng tụ thành ngọn lửa lớn như núi. Khi hắn ta đánh ra quyền mang, ngọn lửa không ngừng nhún nhảy như sóng lớn bị sóng âm dao động, lại như một con thú dữ đang giống. Dị tượng đáng sợ tạo thành luồng bá khí vô địch thiêu trụi bốn phương trong khung cảnh mây gió biến ảo. Mỗi quyền tung ra mặt đất đều là mặt đất nứt toạc, đợi đến khi hắn ta thu quyền đứng thẳng lại, mặt đất xuất hiện đúng 47 vết nứt như mạng nhện lan rộng ra xung quanh. Ta sẽ hối hận, thằng vô dụng không đỡ nổi một quyền của ta này. Diêm Ma thở hổn hển, trong mắt bắn ra ánh sáng như rắn độc, một lần tung 49 quyền, ngay cả hắn ta cũng có vẻ hơi mệt. Nhưng tên vô dụng này chỉ cần đánh nhẹ là sẽ tan thành mây khói bay theo gió. Mệt thế à, giờ đến lượt ta rồi phải không? Nhưng lúc này Lâm Nhất đột nhiên lên tiếng hỏi, trong mắt có ánh sáng bừng lên. Có chuyện gì thế? Đường Nham lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện này. Sao có thể? Xì. Long văn tử điện trên người Lâm Nhất không ngừng nhúc nhích, động tác của đối phương ở trong mắt hắn cực kỳ chậm. Thậm chí không bằng 1/10 tốc độ hắn lấy kiếm, nhưng hắn lại dựa vào chiến thể thương long đỡ hết 7749 quyền này. Hắn không hề nhúc nhích, nhưng chiến thể thương long của hắn chưa mạnh đến mức có thể đỡ được 49 quyền này mà không đau chút nào. Cơ thể không có hại nhưng rất đau, nhưng lòng này càng đau hơn. Hắn đã trách oan Phương Thiếu Vũ, sự áy náy trong lòng sẵn sàng chấp nhận cơn đau này. Hắn phải ghi nhớ nỗi đau này để cả đời này không phạm lỗi này nữa, người tốt với ta, ta sẽ báo đáp gấp 10 lần. Nhưng nếu người phạm ta, vậy thì để nỗi đau vô tận này trả lại hết gấp 10, gấp 100, gấp 1000 lần. Đi! Cảm nhận được ánh mắt như đến từ địa ngục của đối phương, Đường Nham chợt căng thẳng, vội vàng lùi lại để né tránh. Chạy được à? Thương Long cửu biến, biến thứ 9. 108 long văn tử điện trên cơ thể Lâm Nhất dung hợp với nhau, tất cả đều đổ vào chân phải, bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất. Ầm, thương long gào thét, phong lôi điên cuồng rít gào, Lâm Nhất phi thân, tung ra một cước như vuốt rồng hướng thẳng vào mặt Đường Nham. Phụt, máu tươi mang theo răng gãy từ trong miệng Đường Nham trào ra, thân thể hắn ta cuộn tròn trên không. Còn chưa hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Năm ngón Lâm Nhất siết chặt, 108 sợi long văn tử điện bị hắn túm trong tay, khoảnh khoác quyền vung ra, trong khi long văn tử điện bị xé toạc, khoảng không phía sau lưng hắn, thân thương long dài trăm trượng cứ thế bị lôi ra. Ầm, quyền mang nện vào ngực đối phương hệt như một vòi nước bắn ra lôi quang khủng bố, cứ thế cứng rắn va vào. Phụt, cơ thể Đường Nham như bị đạn pháo hất văng ra ngoài, xương sườn đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Hắn ta đau đến mức mặt vặn vẹo, tái nhợt. Hỏa vân phần thiên thủ. Nhưng suy cho cùng, tên này vẫn là một kẻ ngoan độc, hắn ta cắn răng chịu đựng, đạp mạnh giữa hư không, hỏa vân phần thiên thủ khiến người người sợ vỡ mật được thi triển. Trong lòng bàn tay hắn ta xuất hiện hai dấu ấn lửa cổ xưa, chúng đang không ngừng xoay tròn, trong lúc đó, bàn tay hắn ta trở nên đỏ thẫm, ngọn lửa vô biên bùng lên. Một chưởng này đánh xuống, những nơi mà nó đi quang, dường như ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt không còn gì. Chết! Đường Nham cười một tiếng dữ tợn, hung hăng ấn tới. Có điều, ngay lúc này, hắn ta vô cùng kinh ngạc khi phát hiện mỗi một lỗ chân lông trên người Lâm Nhất đều bắn ra ánh sáng xanh vô cùng chói mắt. Hắn ta có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đối phương như dung nham sấm sét không ngừng tuôn ra. Đường Nham chưa từng chứng kiến loại khí tức cuồng bạo đó trên người võ giả bán bộ thiên phách. Sau khi thăng cấp lên tầng 7, Thanh Tiêu kiếm pháp dường như thoát thai hoán cốt, và đây cũng là lần đầu nó được Lâm Nhất phóng thích toàn bộ, không chút giữ lại. Không, không. Đường Nham nhanh chóng nhận ra không ổn, liền điên cuồng lui ra. Lâm Nhất đã hành động thì sao có thể để hắn ta dễ dàng lui thân. Năm ngón tay siết chặt, phút chốc, tựa như có một ngọn núi lửa vạn trượng điên cuồng phun trào. Dung nham sấm sét tỏa ra hào quang. Chiếu rọi bốn phương tám hướng,
quyền mang như lợi kiếm đâm thẳng ra ngoài. Thoáng chốc, toàn bộ uy thế từ hỏa vân phần thiên thủ của hắn ta bị đánh nát, đồng thời, Lâm Nhất còn lật tay nắm lấy tay Đường Nham, khiến hắn ta muốn lui mà lui không được. Phút chốc, cơ thể Đường Nham chẳng khác nào cây chổi trong tay Lâm Nhất, bị vung khắp nơi. Nhưng còn chưa hết, chợt, Lâm Nhất vung mạnh hắn ta lên không rồi đập thẳng xuống. Ầm, tiếng sấm rền vang, cứ như trời sụp đất nứt, cả người Đường Nham bị nện mạnh xuống đất. Rầm, khi thân thể va chạm với mặt đất, có tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người sớm đã lui ra xa trong lòng không khỏi hốt hoảng. Thôi rồi, hai người này đánh quá nhanh, rất nhiều người chỉ kịp nhìn thấy Đường Nham thi triển hỏa vân phân thiên thủ, kế đó, một tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên trong vô thức, bọn họ đều cho rằng Lâm Nhất đã chết. Dù sao thì trong lòng mọi người, với võ học tạo hóa khủng bố tuyệt luân như hỏa vân phần thiên thủ thì một khi thi triển, e rằng không ai có thể sống sót. Chắc chắn là Lâm Nhất đã chết. Bụi đất tung bay, vô số ánh mắt đổ dồn về một phía. Chẳng qua, khi bụi mù tan hết, cảnh tượng trước mắt lại khiến mọi người không khỏi choáng váng. Lâm Nhất mặc thanh sam, lưng đeo hộp đựng kiếm, vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, mà trước mặt hắn là một cái hố to. Còn người bên trong hố to thì, ai cũng không ngờ, đó lại là Đường Nham của hỏa vân giới. Việc này, không thể nào. Rất nhiều người không dám tin vào mắt mình, mãi cho đến khi Đường Nham thất thểu bò dậy, bọn họ mới chấp nhận hiện thực trước mắt. Ông! Ngay lập tức, toàn bộ quảng trường bùng nổ. Sao có thể chứ? Đường Nham lại thất bại, dù thi triển hỏa vân phần thiên thủ vẫn không cách nào chiến thắng. Rốt cuộc tên tiểu tử này có lai lịch như thế nào? Cảnh tượng chấn động lòng người khiến quần chúng vây xem không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thật sự không cách nào tiếp nhận sự thật, ngay cả hỏa vân phần thiên thủ nghịch thiên cũng không thể làm tổn thương Lâm Nhất dù là mảy may. Việc này đã giáng một đòn vào suy nghĩ cố hữu của bọn họ, ở cái thành này, vốn dĩ Đường Nham thích làm gì thì làm cũng bởi hắn ta có hỏa vân phần thiên thủ. Nhưng hiện tại, thần thoại đã vỡ nát. Vỡ vụn trong tay Lâm Nhất, một thiếu niên mà bất kỳ ai ở đây cũng không ngờ đến. Đáng chết! Phú Hạo Thiên hung hăng mắng một câu, ngay khi Đường Nham thi triển hỏa vân phần thiên thủ, trong mắt hắn ta liền bắn ra sát ý lạnh như băng, vốn muốn nhân cơ hội Lâm Nhất bị thương, giáng cho hắn một kích chí mạng. Hiện tại, hắn ta đành phải nuốt luồng sát ý kia vào bụng, không thể phóng thích dù chỉ là một chút. Đối với hắn ta, loại cảm giác này phải nói là cực kỳ khó chịu, vừa rồi, thậm chí hắn ta còn tưởng tượng ra cảnh Lâm Nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi đấy. Đáng giận, vậy mà vẫn không khiến hắn bị thương, rốt cuộc tên này mạnh đến mức nào. Nhìn thấy cảnh này, đám người Phương Thiếu Vũ không khỏi hoảng hốt, có cảm giác như đang nằm mộng. Đặc biệt là Phương Thiếu Vũ, vừa rồi hắn ta bị một cước của Đường Nham giày vò không nhẹ, ngoại trừ việc bị đánh bất ngờ. Không trở tay kịp thì một nửa nguyên nhân là bởi thực lực của Đường Nham. Hiển nhiên, thực lực của đối phương cực kỳ khủng bố. Nhưng hiện tại, hắn ta lại nhìn thấy tên kia gần như không có một chút lực phản kháng khi đối mặt với Lâm Nhất. Lâm Nhất dường như thờ ơ với tất cả những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, hắn lạnh lùng nhìn Đường Nham đang lồm cồm bò dậy, rồi duỗi tay ra chộp một cái, hung hăng xách Đường Nham lên. Rầm. Kế đó, hắn lại vung hắn ta lên rồi đập mạnh xuống hệt như một bao cát, hết lần này đến lần khác. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Nhất bày ra sự lạnh lùng cùng sát ý khiến tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Rầm, rầm, rầm. Sức lực cực lớn, tiếng va đập kinh hoàng, khiến mọi người hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dần. Đáng sợ hơn chính là lực của Lâm Nhất rất là tinh tế, dù nện cực hung ác nhưng vẫn giữ được một hơi thở của đối phương. Vĩnh viễn giữ lại một hơi, vĩnh viễn không cách nào chết đi. Ta đánh huynh đệ ngươi bị thương đấy, ngươi làm gì được ta? Dường như bên tai mọi người vẫn còn văng vẳng những lời hống hách, bá đạo của Đường Nham trước đó, giờ nhìn lại, thật không khác gì trò hề. Có thể làm gì ngươi à? Cũng không biết tên Đường Nham này lấy can đảm từ đâu để nói ra những lời này. Hối hận không, Lâm Nhất đang điên cuồng nện đột nhiên ngừng lại. Đường Nham gần như bị giày vò chỉ còn một hơi, hắn ta nức nở quỳ sụp xuống đất, Lâm ca, ta sai rồi, ta không nên đá một cước kia. Chỗ ta, còn có một viên linh đan lục phẩm,
cam đoan có thể cứu sống huynh đệ ngươi, ngươi tha ta một con đường sống đi. Nhìn Đường Nham quỳ xuống đất xin tha, mọi người có cảm giác như đang nằm mộng, bọn họ vốn không cách nào tưởng tượng được một Đường Nham, kẻ trước đó vẫn luôn tỏ ra cao quý, khống chế cả một tòa thành, vậy mà bây giờ lại thê thảm, phải quỳ xuống cầu xin giữ mạng, thậm chí ngay cả linh đan lục phẩm quý hiếm mà cũng phải hiến ra. Tình thế lật ngược khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Nhất cầm lấy đan dược, quan sát một lượt rồi vung tay lên, Trúc Thanh Sơn nhanh chóng tiếp được. Đan địa nguyên. Trúc Thanh Sơn mở ra xem, ngay lập tức, mắt hắn ta sáng rỡ, linh đan bực này ở huyền hoàng giới gần như là báu vật vô giá, chỉ có huyền sư cấp tinh quân mới có thể luyện chế được, có tiền cũng chưa chắc mua được, à, phải nói là không cách nào mua nổi. Thứ này không chỉ có thể cứu mạng, chữa thương mà còn có thể phụ trợ tu luyện, luyện hóa khí huyết, xem ra lần này Phương Thiếu Vũ nhân họa đắc phúc rồi. Hắn ta lập tức đút cho Phương Thiếu Vũ uống, thuốc vừa vào miệng, sắc mặt Phương Thiếu Vũ liền trở nên hồng hào, sinh cơ đã trôi tuột đi điên cuồng khôi phục, khí tức nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bằng mắt thường có thể thấy được. Lâm Nhất, là thật, Trúc Thanh Sơn mừng rỡ nói. Nghe vậy, Đường Nham khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ là giả? Toàn bộ hỏa vân giới chỉ có 5 viên thôi đấy. Là do lúc trước hắn ta lập được nhiều đại công, cho nên trước khi bước lên thiên lộ mới được ban cho một viên đan địa nguyên. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh tượng trước mặt không quá chân thật, chợt long tượng trong thành bùng lên ánh lửa. Ánh lửa ngập trời khiến hơn phân nửa thành trì đỏ bừng lên, một luồng khí tức khủng bố không cách nào hình dung được điên cuồng tuôn ra. Nhìn thấy cảnh này, vừa rồi, Đường Nham còn đang uể oải bỗng bật cười điên cuồng, trên khuôn mặt đầy máu tươi lộ vẻ hưng phấn, hắn ta cười như điên như dại, ha ha ha, Lâm Nhất, ngươi chắc chắn sẽ chết, ngươi chắc chắn sẽ chết, sư huynh của ta xuất quan. Ngươi tiêu rồi, không chỉ ngươi, còn các ngươi nữa, tất cả người của huyền hoàng giới đều phải chịu trăm ngàn tra tấn. Đường Nham cười như điên, gần như hắn ta bị chôn vùi trong sự phấn khích điên dại kia. Nam Cung Hạ. Trong đầu mọi người lập tức xuất hiện một cái tên khủng bố. Tên ngoan nhân Nam Cung Hạ kia chưa bao giờ xuất hiện trong thành, không ai nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hắn ta, nhưng không ai không biết truyền thuyết về người này. Đã từng, thủ lĩnh thiên phách của thập đại giới vực ẩn nhẫn đã lâu quyết liên thủ chém giết hắn ta. Nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều chết thảm, trong vòng một đêm, hung danh của Nam Cung Hạ vang dội khắp thiên hạ. Khi đó có lời đồn. Hắn ta chỉ mới đạt đến tu vi bán bộ thiên phách, là một tên yêu nghiệt nghịch thiên, đáng sợ đến mức khiến người ta sôi máu. Hiện tại, kẻ này đã thăng cấp lên thiên phách, không biết mạnh mẽ đến mức độ nào. Thật khó mà tưởng tượng, khó mà tưởng tượng. Rất nhiều người mím chặt môi, vốn định nhân cơ hội Đường Nham bị phế, tìm cách trốn khỏi thành, giờ thì xem ra hy vọng xa vời rồi. Còn về Lâm Nhất, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Nhưng chỉ mang theo sự lạnh lùng. Trong mắt bọn họ, tuy người này còn sống, nhưng xem như đã chết. Có nhiều người thầm may mắn vì vừa rồi mình không hồ đồ, nếu ngu ngốc đứng về phía Lâm Nhất, làm khó dễ Đường Nham thì e rằng bây giờ sẽ phải đối mặt với kết cục thê thảm. Vũ Hạo Thiên nhếch miệng cười, thầm nghĩ suýt chút nữa quên mất tên ngoan độc kia. Lâm Nhất, hôm nay người khó mà thoát khỏi cái chết. Sư huynh, cứu ta. Đường Nham hướng về phía long tượng hô to. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, như có điều suy nghĩ, tuy nhiên, hắn cũng không ngăn cản Đường Nham. Tên kia đã tu luyện đến cực hạn, có thể thấy là một yêu nghiệt có nghị lực cực lớn, đồng thời cũng là một kẻ vô cùng may mắn. Ai cũng biết nếu có thể tu luyện bán bộ thiên phách đến cực hạn thì khi thăng cấp lên thiên phách sẽ đạt được những lợi ích không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng, thứ nhất không có tài nguyên, thứ hai không có nghị lực. Thứ ba chưa chắc có được dũng khí bực này. Khi tu luyện đến bán bộ thiên phách cực hạn, thời điểm phá vỡ bình chướng để thăng cấp lên thiên phách sẽ gặp hung hiểm không nhỏ, chỉ một chút sơ sẩy, có thể bạo thể mà chết, thân tẫn đạo tiêu. Cho nên, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào thì Nam Cung Hạ cũng là một tên ngoan nhân. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn Đường Nham, hắn muốn đối mặt với Nam Cung Hạ, xem một kiếm đỉnh phong của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghe thấy Đường Nham la lên, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng trên long tượng liền đáp xuống. Hắn ta hệt như một con dao long lửa, phá không mà đánh úp lại, uy áp khủng bố đổ ập xuống,
khoảnh khắc hạ xuống đã đánh bay hơn 100 người. Phụt! Những người bị đánh bay cuộn mình trên mặt đất, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Ý chí hỏa diễm nhị phẩm. Mọi người quá sợ hãi, Nam Cung Hạ không chỉ thăng cấp lên thiên phách, mà ý chí võ đạo của hắn ta rốt cuộc cũng phá vỡ gông cùng xiềng xích. Người này vốn tu luyện công pháp lửa, giờ ý chí hỏa diễm lại đột phá, hơn nữa tu vi cũng tăng vọt lên thiên phách, quả thật khủng bố đến mức khiến người ta ngạt thở. Nam Cung Hạ mặc một bộ đồ bằng tơ trắng, tuổi còn khá trẻ, chỉ lớn hơn Lâm Nhất độ khoảng 4, 5 tuổi, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, tuy nhiên, khí thế ngạo mạn giữa hai đầu lông mày lại khiến người ta giận sôi lên. Ầm ầm, khí tức hỏa diễm bắt đầu bùng lên quanh thân hắn ta, thấp thoáng có một con rồng đang gào thét. Có gì mà hoảng hốt như vậy, Nam Cung Hạ thản nhiên nói. Đường Nham lập tức nhào đến, nói rõ chân tướng sự việc một lượt, rồi nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt máu lạnh. Thú vị, ta vừa thăng cấp lên thiên phách, còn đang lo cái chỗ nhỏ bé này không có ai để luyện tập, nào ngờ đã có người đưa đến sẵn. Nghe xong, Nam Cung Hạ không giận, trái lại còn tỏ vẻ vui mừng, hắn ta khép hờ mắt, lười biếng nói, đúng là khát nước có người đưa nước, buồn ngủ có người đưa gối, người đến rất đúng lúc. Hắn ta không tức giận như trong tưởng tượng của mọi người, gặp chuyện không chút nao núng, cứ như vừa nghe được một chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy. Dáng vẻ như vậy khiến mọi người hoảng sợ không thôi, đây chính là sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, tầm mắt của người này đã vượt xa mọi người. Lâm Nhất chênh lệch quá xa so với Nam Cung Hạ. Khí độ bực này quả thật có hơi khó tưởng, Nam Cung Hạ thật sự không đơn giản. Lâm Nhất sẽ bại. Xung quanh vang lên âm thanh xì xào bàn tán, bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên quái đản, rất nhiều người đang đứng gần Lâm Nhất vô thức kéo giãn khoảng cách, e ngại bị hiểu nhầm và ảnh hưởng. Lâm Nhất, tên của ngươi à? Nam Cung Hạ nhìn về phía Lâm Nhất, cười nói, trước khi ra tay, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống xin chết, hoặc là quỳ xuống, làm chó. Hai lựa chọn này khiến lòng người chấn động không thôi. Bá khí bực này thì Đường Nham sao có thể so sánh được. Ngang nhiên sỉ nhục, táo bạo không kiềm chế. Bốn phía lập tức rơi vào yên tĩnh, không nghe được bất kỳ âm thanh gì, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi đáp án từ Lâm Nhất. Bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy thương xót, đáng thương cho thiếu niên vô song này, vừa rồi còn bá khí, thoáng cái đã bị Nam Cung Hạ ép đến mức chỉ còn lại hai lựa chọn. Quỳ xuống xin chết. Quỳ xuống làm chó. Rất nhiều ánh mắt tràn đầy sự thương hại nhìn về phía Lâm Nhất, nếu là người thường e rằng sẽ khá khó chịu. Dù sao người trẻ tuổi luôn rất hiếu thắng, ai không muốn thể hiện trước mọi người rằng mình độc nhất vô nhị chứ. Nhưng trên khuôn mặt anh tuấn của Lâm Nhất vẫn mang vẻ bình tĩnh như thường lệ. Lúc trước khi Lâm Nhất đánh Đường Nham, mọi người cũng nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh như thế. Còn về hai thứ gọi là sự lựa chọn kia, trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ giễu cợt, xin lỗi, ta không có thói quen làm chó sai cho người khác, nếu ngươi chủ động đưa Hỏa Vân Phần Thiên Thủ đây, ta có thể suy xét đến việc tha tội chết cho ngươi. Còn về vấn đề làm chó sai, ngươi, vẫn chưa có đủ tư cách này. Chưa nói đến việc hắn không có thói quen thu nhận người khác làm chó sai, dù thật sự thu nhận, thì cũng có thể so với ngựa huyết long sao. Để người này đi làm chó sai cho ngựa huyết long còn được. Nghe thấy lời này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, bị lời nói ngông cuồng của Lâm Nhất làm khiếp sợ, trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Chắc hẳn Nam Cung Hạ sắp nổi giận rồi. Đúng như dự đoán, nụ cười trên mặt Nam Cung Hạ dần biến mất, khi nụ cười hoàn toàn biến mất, khuôn mặt hắn ta trở nên lạnh lẽo tột cùng, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng ý lạnh sâu tận xương tủy. Khiến người khác nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Lạnh quá! Thậm chí rất nhiều người còn bắt đầu răng run cầm cập, cảm giác lạnh lẽo này khiến bầu không khí yên tĩnh trong thiên địa nhiều hơn một chút tiêu điều. Nét mặt Nam Cung Hạ tràn đầy sự lạnh lẽo, hắn ta cười gằn một tiếng. Lâm Nhất, dường như ngươi đang không hiểu rõ tình hình cho lắm. Không phải người nào cũng có tư cách làm chó sai cho Nam Cung Hạ ta đâu, trên con đường thông thiên này ta chắc chắn sẽ quật khởi. Tranh đấu với quần hùng của vạn giới. Không đi theo ta, với thực lực này của ngươi muốn tranh giành cơ duyên bảo tàng ở đây, ngay cả tự cách làm đá lót đường cho người khác cũng không có ấy chứ. Trong mắt Đường Nham đứng bên cạnh Nam Cung Hạ lộ vẻ độc ác, hắn ta lạnh lùng nói,
Lâm Nhất, người đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Một thiên tài như sư huynh ta bảo ngươi làm tay sai cho huynh ấy là xem trọng ngươi rồi. Ngươi không muốn, trên đời này có rất nhiều người muốn. Những người muốn làm chó sai cho sư huynh của ta bước ra, từ nay về sau, các ngươi sẽ không cần cống nạp đan tinh nguyên nữa. Hắn ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức trở nên xôn xao, đường nham này là đang bảo mọi người phục tùng hỏa vân giới. Trong mắt rất nhiều người lập tức có ánh sáng lóe lên, rõ ràng đã động lòng, có điều ba chữ làm chó sai này dù sao cũng hơi khó nghe, rất khó vượt qua chướng ngại trong lòng. Nam Cung đại ca, Lâm Nhất này không muốn đi theo huynh, nhưng trương phong của Thanh Ương giới là ta sẵn lòng đi theo huynh. Ta hoàng hổ của Thạch Lũng giới cũng sẵn lòng đi theo Nam Cung đại ca. Ta vi khoảnh của phong ảnh giới cũng thế. Nhưng sau một thoáng im lặng, có ba người lần lượt bước ra, quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói. Ba người này cũng có chút danh tiếng trong thành, đều là người mạnh nhất trong mỗi giới vực. Sau khi ba người họ dẫn đầu, lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền, đa số võ giả trong quảng trường đều quỳ xuống. Thấy thế, trong mắt đường nham lộ vẻ đắc ý. Lập tức cười to, Lâm Nhất, ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi quỳ xuống hay là không? Không cần phải thế. Nam Cung Hạ giơ tay ngắt lời đường nham, trên mặt lại hiện lên ý cười một lần nữa. Nam Cung Hạ ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu, nếu ngươi không muốn quỳ xuống làm chó sai, thì quỳ xuống đi chết cho ta. Vừa dứt lời, Nam Cung Hạ đã xông về phía trước. Biển lửa vô biên. Ngay khoảnh khắc đó, chân nguyên cuồn cuộn dâng trào từ trong cơ thể Nam Cung Hạ, toàn bộ thiên địa đều như đang rung động, biến thành một vùng bị ngọn lửa bao phủ. Vùng lửa bao trùm cả Nam Cung Hạ bên trong, tựa như một ngọn lửa cuồn cuộn kéo đến. Lâm Nhất đảo mắt, kiếm ý thẩm thấu vào trong ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một bóng dáng mơ hồ. Quá chậm, có một giọng nói vang lên từ trong biển lửa, Nam Cung Hạ cười gằn, nhanh chóng lao ra khỏi biển lửa, đấm một phát lên mặt Lâm Nhất. Lâm Nhất đã đoán được trước, hắn thi triển Đằng Vân Quyết, nhẹ nhàng di chuyển tránh thoát đòn tấn công này. Vẫn là quá chậm. Lâm Nhất vừa di chuyển, bóng dáng Nam Cung Hạ đã tựa như rắn độc trong biển lửa, lại đến gần một lần nữa. Hắn ta dựa vào uy lực thiên phách, tự tin không sợ hãi, liên tục lấn người tiến về phía trước. Lâm Nhất nở nụ cười, ung dung lùi về phía sau, để hắn ta thể hiện hết năng lực của mình. Muốn xem nhân vật đã tu luyện cảnh giới bán bộ thiên phách đến mức giới hạn này có thể ép hắn phải sử dụng bao nhiêu thực lực. Trong lúc hai người giao thủ, không ngừng có âm thanh động trời vang lên, chân nguyên đáng sợ dao động khiến người ta kinh hãi khôn cùng. Đặc biệt là khí thế trên người Nam Cung Hạ, hoàn toàn không phải uy thế mà một người vừa đột phá thiên phách có thể thi triển ra được, trong mắt ba người nhóm Trương Phong quỳ xuống đầu tiên trước đó không ngừng có ánh sáng lóe lên. Thật mạnh quá. Nam Cung Hạ này thật sự mạnh đến đáng sợ. Lâm Nhất cũng không yếu, có thể đùa giỡn đường nham trong lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng. Nhưng đối mặt với Nam Cung Hạ, hắn hoàn toàn mất đi khí thế, chỉ có thể phòng thủ bị động, không ngừng bị đánh lui. Ha ha, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đường nham liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của ba người, cười khẩy, có lẽ sư huynh ta còn chưa thi triển ba phần thực lực nữa. Ba người các ngươi chịu làm chó sai cho sư huynh ta. Sau này chắc chắn tương lai sáng lạn, có cơ hội quật khởi ở con đường thông thiên này. Đương nhiên, một tên vô dụng của huyền hoàng giới sao có thể so với Nam Cung sư huynh được, Trương Phong của Thanh Ương giới hé miệng cười, tựa như mình là người của hỏa vân giới rồi vậy, tràn đầy sự khinh thường với Lâm Nhất. Hai người khác vội vàng cười nói, sau này đều phải nhờ đường ca giúp đỡ chúng ta nhiều hơn. Đúng đúng đúng, đường ca cũng là nhân vật không tầm thường. Khi nãy nếu không vì sơ ý, chắc chắn tiểu tử này cũng không phải đối thủ của huynh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt đường nham càng tươi hơn, những lời nịnh bợ thế này khiến hắn ta cực kỳ thoải mái, trên mặt hắn ta lộ vẻ đắc ý, cười khẽ, nếu không vì sợ ra tay quá nặng sẽ đánh chết tên vô dụng này, một tay ta cũng đủ để giày vò hắn ta rồi, làm gì đến lượt Nam Cung sư huynh ra tay chứ? Đám người này đúng là chó cậy thế chủ. Chỉ chiếm ưu thế một chút đã vểnh đuôi đến tận trời, người này ghê gớm hơn người kia, hoàn toàn quên mất khi nãy đã chật vật thế nào. Ba người nhóm Phương Thiếu Vũ nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ tức giận, chú ý đến tình thế của Lâm Nhất bằng nét mặt nặng nề, hoàn toàn không rảnh quan tâm đến mấy người này.
nhìn thấy đối phương đã phát huy ý chí hỏa diễm đến cực hạn, thậm chí còn dung hợp chân nguyên sau khi thăng đến thiên phách nhưng cũng chỉ có thế. Lâm Nhất thầm lắc đầu, trong mắt lộ vẻ thất vọng không thể che giấu. Lại dùng một đòn đánh lui Lâm Nhất mấy bước, Nam Cung Hạ cười xấu xa, tiểu tử, có thể đỡ được nhiều chiêu như thế trong tay ta, người cũng ghê gớm lắm rồi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi nói xong, Nam Cung Hạ siết chặt tay, thu hết biển lửa vô tận này vào trong tay. Trong nháy mắt, ánh lửa đáng sợ nở rộ trên người Nam Cung Hạ, ánh sáng của ngọn lửa khiến người ta không dám nhìn thẳng, còn có những cơn sóng nhiệt cuốn sạch tứ phương. Dường như cả tòa thành đều sắp cháy khét dưới nhiệt độ cao thế này, trong uy thế như vậy, đòn tấn công động trời như tia chớp của Nam Cung Hạ thoáng chốc tấn công tới. Sắc mặt hắn ta vô cùng lạnh lẽo, giận dữ hét lên, đi chết đi. Thú vị! Lâm Nhất thầm cười nhạt, Thanh Tiêu kiếm quyết và Tử Diên kiếm quyết trong người đồng thời khởi động, hai chân nguyên hoàn toàn khác biệt thoáng chốc dung hợp lại với nhau, những cánh hoa Tử Diên vòng quanh thần thụ Thanh Tiêu ở vùng tử phủ lập tức rung động, phát ra kiếm âm vô cùng vang dội. Chỉ thúc dục Thanh Tiêu kiếm quyết mà chân nguyên đã dao động tựa như sấm chớp dung nham. Đến khi dung hợp với Tử Diên kiếm quyết, chân nguyên cuộn trào trong cơ thể Lâm Nhất thoáng chốc tràn ra khỏi người. Mỗi lỗ chân lông khắp người hắn đều lóe lên tia sáng chói mắt. Kiếm quang tử thanh quanh quẩn toàn thân như hai con dao long vòng quanh hắn gầm thét. Oanh! Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ mấy chục lần, mỗi một quyền mang của Lâm Nhất đều chứa đựng kiếm uy hào hùng. Bóng người tràn ngập ánh lửa của Nam Cung Hạ không ngừng bị đánh lui, đến lúc quyền mang của Lâm Nhất hoàn toàn nổ tung, Nam Cung Hạ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phụt! Đến khi Nam Cung Hạ rơi xuống đất, khóe miệng hắn ta có chút máu chảy ra, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Điều này, sao có thể chứ? Người ngoài nhìn thấy cảnh này đều vô cùng rung động, sau một hồi chém giết, Nam Cung Hạ nhìn như giành hết ưu thế lại bị đánh hộc máu. Tình cảnh diễn ra quá bất ngờ, khiến rất nhiều người đều không kịp phản ứng, nét mặt vô cùng mờ mịt. Đường Nham còn khoác lác khi nãy lập tức mang nét mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng nói. Không ngờ tiểu tử này dám làm Nam Cung sư huynh bị thương, hắn ta chết chắc rồi. Thú vị! Nam Cung Hạ lau đi vết máu nơi khóa miệng, nhìn máu tươi trên tay, sắc mặt hắn ta trở nên vô cùng u ám, lạnh lùng nói, ngươi là người đầu tiên làm ta bị thương từ sau khi ta đến con đường thông thiên này, nhưng bắt đầu từ bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Oanh! Sau khi dứt lời, lòng bàn tay Nam Cung Hạ đột nhiên xuất hiện ba con dấu ngọn lửa màu xanh cổ xưa, ngọn lửa xoay tròn xung quanh con dấu. Sau lưng có ánh lửa vô tận ngưng tụ thành một vầng sáng lửa, vầng sáng đó không ngừng xoay tròn như đang kêu gọi một tồn tại vô cùng đáng sợ nào đó. Đây là võ kỹ gì vậy, có khí thế thật đáng sợ. Nhìn thấy vầng sáng lửa có đường kính gần 100 mét, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy nỗi khiếp sợ. Võ học thế này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hỏa vân phần thiên thủ, đây mới thật sự là hỏa vân phần thiên thủ, ta chỉ nắm giữ một chút kiến thức ngoài mặt thôi, còn Nam Cung sư huynh là thật sự nắm giữ được tinh túy, luyện hoa hỏa ấn thành ngọn lửa màu xanh, nhìn thấy ngọn lửa màu xanh kia, ánh mắt hắn ta trở nên lạnh lẽo lạ thường, hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất, không ngừng cười châm chọc. Hắn đã là người chết rồi. Đây có lẽ cũng là hỏa vân phần thiên thủ, khí thế rất giống, có điều nó mạnh hơn hỏa vân phần thiên thủ của Đường Nham ít nhất 10 lần. Hỏa vân giới dựa vào thủ đoạn này hoành hành không kiêng dè gì, Nam Cung Hạ là người thật sự nắm giữ tuyệt học này, xem ra hắn ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi. Có lẽ Lâm Nhất sẽ chết chắc. Thấy Nam Cung Hạ bị ép phải sử dụng tuyệt học, trong tiếng xì xào bàn tán, vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ lạnh lùng. Có lẽ người này chết chắc rồi. Tiểu tử, trước đó ta cho ngươi một cơ hội mà ngươi không chọn, bây giờ ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội gì nữa cả. Nét mặt Nam Cung Hạ vô cùng lạnh lẽo, cũng không cho Lâm Nhất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, trưởng một phát về phía trước tức giận quát lên, hỏa vân phần thiên thủ. Oanh! Trong vầng sáng lửa như có một cánh cửa bị đẩy ra, một bàn tay khổng lồ với ngọn lửa màu xanh duỗi ra đánh mạnh tới. Thanh thế từ bàn tay khổng lồ đánh xuống dường như muốn đập vỡ cả quảng trường, bàn tay còn chưa hoàn toàn đánh xuống. Rất nhiều kiến trúc trên quảng trường lập tức xuất hiện nửa vết nứt nhỏ rồi sụp đổ dưới uy áp đáng sợ này. Quá kinh khủng! Mọi người xung quanh sợ đến mức biến sắc,
hoàn toàn không dám chống đỡ dư âm từ phần thiên cự thủ này, điên cuồng chạy trốn. Nhưng bọn họ vừa bay lên trời, người ở trên không trung còn chưa kịp đáp xuống đất đã vô cùng ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình hoàn toàn trở nên cứng đờ. Không chỉ thân thể cứng đờ mà ngay cả máu huyết cũng đông lại, tim cũng ngừng đập. Lúc này mọi người mới vô cùng ngạc nhiên phát hiện, không biết từ bao giờ, một tia kiếm quang đã bao phủ trong thiên địa, bao phủ tầm mắt của tất cả mọi người. Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế này? Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong đầu mọi người, hoàn toàn vùi lấp suy nghĩ của bọn họ, đây là một trải nghiệm trước giờ chưa từng có, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Phịch! Đợi đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, mọi người bị cố định trong không trung lần lượt rơi xuống, ai cũng ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy thiếu niên người đeo hộp đựng kiếm kia đã cầm một thanh kiếm trong tay từ bao giờ, thân kiếm đang chậm rãi trở về trong hộp. Về phần hắn rút kiếm ra từ bao giờ thì không ai thấy rõ cả. Xoẹt! Lại có kiếm quang rực rỡ lóe lên, mọi người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, phần cổ của Nam Cung Hạ xuất hiện một vết thương. Kiếm quang bắn ra từ bên trong, sau đó kiếm quang ngày càng trở nên chói mắt, khiến mắt người nhìn vô cùng đau đớn. Máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống. Thủ đoạn như vậy cũng đáng để ta rút kiếm rồi. Lâm Nhất nói xong thì kiếm táng hoa cũng hoàn toàn trở lại trong hộp đựng kiếm. Một nhát kiếm. Không nhiều không ít, chỉ một nhát kiếm, đầu của Nam Cung Hạ đã bay ra ngoài. Nhanh gọn, quyết đoán. Tất cả mọi người đều trố mắt, không thể tin được, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Nhất. Người này là quái vật ư? Sao lại có thể mạnh như thế? Nam Cung Hạ đã có thể lấy một địch 10. Giết 10 nhân tài kiệt xuất thiên phách khi còn ở cảnh giới bán bộ thiên phách, sau khi thăng cấp lên thiên phách phải mạnh hơn mới đúng. Nhưng chỉ với một nhát kiếm đã bị Lâm Nhất chém, điều khoa trương hơn nữa là không một ai nhìn thấy rõ nhát kiếm này đã chém như thế nào. Rầm rầm. Trên không trung, bàn tay huyết sắc khổng lồ như có thể phá hủy một nửa tòa thành chỉ chậm rãi tan biến theo cái chết của Nam Cung Hạ. Ánh lửa phía sau lưng cơ thể không đầu cũng tan thành mây khói. Không còn dấu vết. Bịch, cơ thể của Nam Cung Hạ ngã xuống đất làm bụi bay mù mịt, mọi người mới như tỉnh lại từ cơn mơ. Trong tích tắc, tiếng xì xào bàn tán lập tức vang lên. Điều này, rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Nam Cung Hạ đã chết như thế nào? Trời ạ, có ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Trong lời nói của mọi người tràn đầy kinh hoàng, đến giờ họ vẫn còn ngơ ngác, chỉ nhớ rằng mình định đứng dậy tránh ra thật xa. Nhưng lại bất chợt bị cố định, trong phút chốc này, chỉ trong phút chốc này tình hình trận chiến đã hoàn toàn thay đổi. Những lời kiêu ngạo và tự phụ của Nam Cung Hạ trước đó dường như còn quanh quẩn bên tai, như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra không lâu. Hắn ta cười rửng rưng, đưa ra hai lựa chọn quỳ xuống xin chết và quỳ xuống làm chó đã khiến rất nhiều người chấn động. Nhưng giờ đây hắn ta đã là một thi thể, thế giới này quá kỳ diệu. Khỉ gió. Vũ Hạo Thiên tức giận trừng mắt, biểu cảm không thể tin được, đứng được ra đó. Khi Nam Cung Hạ thi triển hỏa vân phần thiên thủ, hắn ta cũng đã chuẩn bị tiểu vô tướng ma quyết xong, hắn ta nghĩ Lâm Nhất nhất định sẽ chết. Nhưng bây giờ Lâm Nhất lại chém chết Nam Cung Hạ bằng một nhát kiếm, làm hắn ta sợ đến mức vội vàng thu hồi chân nguyên, kìm lại lửa giận và sát ý. Không dám để lộ một chút nào. Bàn tay buông thõng dưới ống tay áo mất khống chế run lẩy bẩy, mãi không thể thật sự bình tĩnh lại. Nam Cung Hạ đã chết. Chết trong tay Lâm Nhất. Nhóm người Phương Thiếu Vũ cũng không thể tin được, đợi sau khi định thần lại, họ lập tức mừng như điên. Ba người nhóm Trương Phong làm tay sai vặt cho Nam Cung Hạ trước đó ở bên cạnh đường nham sợ tái cả mặt, vội vàng bay đi, nhanh chóng tránh xa đường nham, muốn đi càng xa càng tốt. Đây không phải sự thật. Đường Nham há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng, hắn ta nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng ánh mắt ấy đều tràn đầy thương hại, mọi người đều biết rõ vừa rồi người này rất kiêu ngạo sau khi Nam Cung Hạ xuất quan. Hắn ta vênh váo sai khiến, một phút trước còn đang xin tha như một con chó chết, vừa nhìn thấy Nam Cung Hạ là lập tức hống hách, chỉ mặt gọi tên đòi giết Lâm Nhất. Bây giờ Nam Cung Hạ đã chết. Nếu nói ai khó chịu nhất thì chắc chắn là hắn ta. Mặt hắn ta xám như cho tàn, môi tím tái, hai chân run lẩy bẩy.
Vèo. Lâm Nhất rời mắt về phía đường nham, hai chân đang run rẩy của hắn ta lập tức vô thức quỳ phịch xuống đất. Lâm, Lâm ca, ta sai rồi, xin hãy tha cho ta một mạng, ta sẽ làm chó đi theo huynh, ta bảo đảm. Không không không, một kẻ vô dụng như ta không xứng làm chó của huynh. Huynh cứ hủy tu vi của ta, để ta tự xử là được. Ta sẽ nói cho huynh biết bí mật của hỏa vân giới và rất nhiều điều khác nữa. Đường nham nhanh chóng suy nghĩ, liên tục hệ thống từ ngữ, tìm mọi cách để được sống sót. Phụt! Nhưng hắn ta vừa dứt lời, Lâm Nhất đã chỉ tay, một tia kiếm quang xuyên qua không khí rồi đâm vào ấn đường hắn ta. Bịch! Đường nham ngã xuống đất, hai mắt trợn to, chết một cách không cam lòng. Lâm Nhất, người đừng nặng tay quá, biên giới này chỉ là một cứ điểm do hỏa vân giới ta quản lý thôi. Nam Cung Hạ cũng không phải người mạnh nhất hỏa vân giới, người đừng đuổi tận giết tuyệt. Thấy Lâm Nhất giết liên tiếp hai người vẫn chưa có ý định dừng tay, bốn năm người còn lại của hỏa vân giới lập tức lên tiếng đe dọa. Ha ha, vừa rồi sao các ngươi không tha cho ta? Tại sao ta phải tha cho các ngươi? Lâm Nhất lạnh lùng đáp, mặt không cảm xúc, sát ý trong mắt hắn lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi, không hề có chút thương hại. Sau khi giết liên tiếp hai người, giữa hắn và hỏa vân giới phải có một bên chết mới có thể ngừng. Bây giờ không giết đám người này, lần sau gặp họ nhất định sẽ ra tay với hắn, Lâm Nhất không ngu thế đâu. Đi chết đi. Táng hoa lại ra khỏi vỏ, kiếm quang tràn ngập kiếm ý thông linh đại thành chui ra khỏi vỏ. Tia sáng ấy nghênh ngang lao đi, vào thời khắc này nó mang lại áp lực rất lớn cho mọi người. Sáu người còn lại của hỏa vân giới thay đổi sắc mặt, điều động chân nguyên cắn răng liều mạng. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Kiếm huy thương long bất diệt. Kiếm ý thông linh đại thành vốn đã đáng sợ, dưới sự hỗ trợ của kiếm huy thương long bất diệt, nó lập tức trở nên khiến người ta phải tuyệt vọng. Lâm Nhất không hề nương tay, dốc toàn lực phóng thích kiếm quang, khoảnh khắc này cả tòa thành trì đều bị kiếm quang của hắn bao trùm. Những ngôi nhà, con đường, mái ngói, hạt bụi nhỏ trong thành đều được chiếu sáng rực rỡ. Bùm! Kiếm quang chiếu rọi bầu trời chiều như gió thu thổi bay lá vàng, nghiền nát sáu tên nhân tài kiệt xuất hỏa vân giới thành một đống thịt nhão. Kiếm ý thông linh đại thành. Trời ạ, chưa vào thiên phách đã nắm giữ kiếm ý thông linh. Thảo nào hắn lại mạnh như thế, một nhát kiếm đã chém chết Nam Cung Hạ. Kiếm ý này mang lại cảm giác thật đáng sợ, kiếm ý thông linh đã đủ đáng sợ, hắn còn lĩnh ngộ đến cảnh giới đại thành, còn dung hợp với uy lực thương long. Người này đúng là quái vật. Mọi người không nhìn thấy rõ nhát kiếm mà Lâm Nhất giết Nam Cung Hạ trước đó, nhát kiếm này chậm hơn nên họ nhìn thấy rất rõ ràng. Ai cũng cực kỳ khiếp sợ, cuối cùng họ cũng hiểu vì sao Nam Cung Hạ lại chết nhanh đến vậy. Vô số ánh mắt đầy e sợ và kinh hoàng tập trung vào Lâm Nhất, nhân vật cấp bậc này quá nghịch thiên. Ba người nhóm Phương Thiếu Vũ thay đổi sắc mặt liên tục, Lâm Nhất tu luyện kiếm ý thông linh đến cảnh giới đại thành khi nào? Họ hoàn toàn không biết gì cả. Vèo, vèo, vèo. Không đợi Lâm Nhất cất kiếm táng hoa vào vỏ đã có một cái bóng nhảy ra từ bên cạnh hắn, kéo túi trữ vật của sáu người trên mặt đất xuống. Mọi người sáng mắt lên, là con long miêu kia. Ngựa huyết long ngậm một đống túi trữ vật cười hì hì đi tới trước mặt Lâm Nhất. Sau khi tu luyện công pháp chí thánh của yêu tộc, con ngựa ngốc này đã trở nên danh ma hơn rất nhiều, lúc đánh nhau không thấy nó đâu. Đến khi thu bảo bối thì nó còn nhanh hơn cả hắn. May mà nó còn biết ai là đại ca, không tự ý mở ra xem trước. Thấy nó gian xảo nhìn mình, Lâm Nhất khẽ gật đầu, ngựa huyết long cười khúc khích rồi lần lượt đổ mấy chiếc túi trữ vật ra. Soạt! Mỗi chiếc túi trữ vật đều chứa mấy nghìn viên đan tinh nguyên tỏa khí tinh nguyên, nhìn mà mê. Ngoại trừ đan tinh nguyên còn có một đống bảo bối hỗn tạp, nhưng không có bí tịch hỏa vân phần thiên thủ. Còn hai cái nữa. Lâm Nhất nhìn về phía thi thể của Đường Nham và Nam Cung Hạ. Ngựa huyết long nhẹ nhàng bật nhảy lên đã tới bên cạnh thi thể Đường Nham, giật túi trữ vật xuống rồi ném qua. Rầm rầm. Kết quả rất bất ngờ, một lượng lớn đan tinh nguyên mất một lúc lâu mới đổ ra hết, nhìn lướt qua phải ít nhất hai vạn viên, khí tinh nguyên rồi rào quanh quẩn bên nhau gần như hóa thành thực thể. Những võ giả khác trên quảng trường hoàn toàn sững sờ. Theo bản năng nuốt nước bọt. Ngay cả Vũ Hạo Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ đám người hỏa vân giới này lại bóc lột nhiều đan tinh nguyên như vậy.
Vẫn chưa hết, khi ngựa huyết long đổ túi chữ vật của Nam Cung Hạ ra, tất cả mọi người trên quảng trường không thể giữ bình tĩnh nữa. Gần 10 vạn viên đan tinh nguyên chất thành một ngọn núi nhỏ, khí tinh nguyên dồi dào hoàn toàn ngưng thành thực thể, biến thành linh vụ lượn lờ phát ra ánh sáng lấp lánh. Mẹ nó! Đám người hỏa vân giới này thật đáng sợ, không ngờ họ lại vơ vét nhiều đan tinh nguyên như thế. Rất nhiều người kinh ngạc về số lượng đan tinh nguyên, ai cũng trố mắt nhìn qua nhìn lại giữa Lâm Nhất và đan tinh nguyên. Hiện tại tất cả số đan tinh nguyên này đều là của một mình Lâm Nhất. Không chỉ thế, ngay cả đống bảo bối của đám người hỏa vân giới này cũng thuộc về một mình Lâm Nhất. Thu hoạch này không thể tưởng tượng nổi. Ngựa huyết long cười hì hì, vùi đầu chọn lựa trong đống đan tinh nguyên, thỉnh thoảng ngậm một viên vào miệng. Rắc rắc rắc. Một con ngựa nhỏ xíu lại ăn đan tinh nguyên như xào đậu, ăn nhiều đến mức đáng sợ. Ngựa huyết long tìm được một miếng ngọc giản phát sáng, kiểm tra sơ qua rồi ném về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất bắt lấy, dán lên ấn đường. Võ học tạo hóa thượng phẩm đứng đầu, hỏa vân phần thiên thủ. Tuyệt học này có tổng cộng 8 cảnh giới, dùng bán đạo thần văn thời thượng cổ để tạo ra 9 hỏa ấn. Hỏa ấn gồm 4 cấp bậc, từ thấp đến cao được chia thành trắng, lam, tím, vàng. 8 cảnh giới, cứ lên một cảnh giới sẽ tạo ra một hỏa ấn càng nhiều uy lực càng mạnh. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất, 8 hỏa ấn tề tụ, cự thủ phần thiên có thể xé toạc bầu trời, trấn áp núi sông. Lâm Nhất đặt ngọc giản xuống, trong lòng vô cùng mừng rỡ, quả nhiên không khác với suy đoán của hắn lắm. Hỏa vân phần thiên thủ này tương tự với bí kỹ đạn chỉ thần kiếm, cấp bậc khá cao, chẳng qua do Đường Nham chưa tu luyện đến nơi đến chốn thôi. So với hắn ta thì Nam Cung Hạ mạnh hơn nhiều, Lâm Nhất nghĩ nếu cự thủ phần thiên đánh xuống, hắn đối phó với Nam Cung Hạ sẽ rắc rối hơn nhiều. Để tránh rắc rối, Lâm Nhất dứt khoát rút kiếm táng hoa chém chết Nam Cung Hạ. Hắn ta tu luyện bán bộ thiên phách đến giới hạn quả thật rất mạnh, nhưng giới hạn của hắn ta quá nhỏ đối với Lâm Nhất. Nếu nói giới hạn bán bộ thiên phách của Nam Cung Hạ là 10, Lâm Nhất chỉ dựa vào hai đại kiếm quyết, giới hạn bán bộ thiên phách sẽ đạt tới 50, thậm chí cao hơn nữa, huống hồ hắn còn có chiến thể thương long mạnh hơn người thường. Khi kiếm ý thông linh đại thành có sự hỗ trợ của thương long bất diệt thi triển, đối phương muốn sống cũng khó. Kiếm ý được dung hợp hoàn hảo này đủ để chống lại ý chí võ học tam phẩm. Nếu xếp kiếm ý vào thực lực, chính Lâm Nhất cũng không thể tính rõ giới hạn ở bán bộ thiên phách của hắn là bao nhiêu. Hỏa vân phần thiên thủ. Nhóm người Phương Thiếu Vũ bước tới hỏi. Nếu các ngươi thích thì đều có thể đọc thử. Lâm Nhất gật đầu đưa ngọc giản cho họ, sau khi đọc xong họ đều cực kỳ chấn động, nhưng sau một lúc phân vân thì không có ý định tu luyện. Một là vì ngộ tính mà võ học này yêu cầu quá cao, hai là vì nó không hợp với công pháp của mấy người họ. Nếu tu luyện thì chưa kể lãng phí thời gian, có thể cuối cùng cũng chỉ đạt tới trình độ như Đường Nham, được một mất 10. Với lại đây là tuyệt học của hỏa vân giới, một khi bị những người khác của hỏa vân giới biết sẽ rất rắc rối. Lâm Nhất cũng không ép buộc, bèn cất ngọc giản đi. Ha ha, Lâm huynh có thứ gì tốt cho ta xem với. Thấy Lâm Nhất đưa ngọc giản cho nhóm người Phương Thiếu Vũ, trong lòng Vũ Hạo Thiên lập tức nổi lên gợn sóng thật lớn. Ngọc giản rất có thể là hỏa vân phần thiên thủ, không ngờ tiểu tử này lại hào phóng như thế, quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Lòng hắn ta ngứa ngáy, ảo tưởng có khi nào Lâm Nhất cũng cho hắn ta xem không, dù sao mọi người cũng đều đến từ huyền hoàng giới. Lâm Nhất có thể nhẫn nhịn với Phương Thiếu Vũ, chưa chắc sẽ so đo ân oán với hắn ta. Tiểu tử này thoạt nhìn có vẻ quyết đoán, nhưng bản tính còn hơi ngây thơ, trọng tình nghĩa, có thể lợi dụng thử. Thấy đối phương không hề có ý này, Vũ Hạo Thiên thay đổi sắc mặt, cuối cùng cười gượng chủ động đến gần. Nghe thấy giọng hắn ta, ánh mắt Lâm Nhất trở nên kỳ lạ, hắn cười khẩy, ngươi xứng à? Ngươi xứng à? Nụ cười giễu cợt của Lâm Nhất khiến Vũ Hạo Thiên ôm lòng may mắn chủ động đến gần lập tức sầm mặt lại, sắc mặt liên tục thay đổi. Quả thật là tự rước lấy nhục, nực cười hắn ta còn nghĩ sẽ có một chút cơ hội được xem hỏa vân phần thiên thủ. Theo suy nghĩ của Vũ Hạo Thiên, dù Lâm Nhất không cho hắn xem thì cũng sẽ không đến nỗi vả mặt thẳng tay như vậy. Chết tiệt! Trong lòng Vũ Hạo Thiên nổi lên sóng gió ngập trời, sát ý kinh khủng. Tiểu tử này đối xử tốt với những người khác của huyền hoàng giới, cho hắn ta ảo giác cũng được chia một bát canh, thật đáng chết,
chân nguyên của hắn ta phun trào như thể muốn giết chết Lâm Nhất ngay tại chỗ. Nhưng hắn ta không còn là Vũ Hạo Thiên của trước kia, lòng dạ và suy nghĩ đều đã thay đổi, chưa đến mức đầu óc mê muội. Dù cho lúc này sát ý trong lòng đang sôi sùng sục nhưng vẫn bị hắn ta kiềm chế, trên khuôn mặt biến đổi khôn lường, hắn ta gượng cười, ngẩng đầu lên đáp, có vẻ như Lâm huynh vẫn còn khúc mắc với ta. Ta cứ tưởng sau khi rời khỏi Huyền Hoàng giới, mọi ân oán trong quá khứ giữa mọi người đều có thể tan thành mây khói. Xem ra ta suy nghĩ quá ngây thơ, nếu đã như vậy thì Vũ Mỗ sẽ đi ngay. Hắn ta chắp tay từ biệt mọi người, sau đó quay lưng đi không chút do dự. Ta đã cho phép ngươi đi chưa? Nhưng hắn ta vừa đi được vài bước, Lâm Nhất đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn ta, lạnh lùng lên tiếng. Tai họa kéo dài nghìn năm, quá tam ba bận, nếu không diệt trừ người này thì sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ mang lại rắc rối cho hắn. Chưa kể lúc ở Huyền Hoàng giới đối phương đã muốn dồn hắn vào chỗ chết mấy lần, Lâm Nhất không ngu đến mức thả hắn ta đi. Đi, mặc kệ hắn, cứ đi đi. Vũ Hạo Thiên còn đang do dự, ma linh trong cơ thể hắn ta đột nhiên hét lên, hắn ta biến sắc, không dám dừng lại nữa. Lâm Nhất nhẩm niệm, thi triển kiếm uy thương long bất diệt, kiếm uy này được kiếm ý thông linh đại thành tiếp sức, không hề nương tay. Rầm rầm, vừa thi triển, nó đã phóng thích uy áp vô cùng đáng sợ, kiếm ý cuồn cuộn phóng thẳng lên trời. Trong tầm mắt của hắn, kiếm ý mãnh liệt lao đi, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Đôi mắt hắn nhìn thấy trong phạm vi 1000 mét đều có kiếm ý chấn áp, ngay cả bụi bặm cũng bị trói buộc. Ở khu vực này thời gian như ngừng trôi, trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Vũ Hạo Thiên kinh hãi phát hiện cơ thể mình cứng đờ, máu đông lại, chân nguyên chảy chậm đến mức không thể tưởng tượng. Một nỗi sợ hãi vô tận dâng lên trong lòng hắn ta, tại sao kiếm ý của Lâm Nhất lại có thể đáng sợ như thế? Vũ Hạo Thiên, trước đó ta đánh nhau với người của Hỏa Vân giới. Ngươi để lộ sát ý ít nhất 3 lần, lần nào cũng muốn dồn ta vào chỗ chết cho yên lòng. Ngươi tưởng ta không phát hiện à? Muốn đi ư, ta cảm thấy ngươi chôn ở đây sẽ tốt hơn đấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, khi kiếm ý trói buộc không gian này, Lâm Nhất nhảy lên không trung rồi lao tới. 5 ngón tay hắn siết chặt, long văn tử điện trên người chuyển động, chân nguyên thanh tiêu trong cơ thể sôi trào như dung nham lôi đình. Quyền mang bừng lên. Chân nguyên dung hợp liên tục đổ vào long văn tử điện, trông như một con rồng cổ xưa cuốn theo sức mạnh phong lôi đáng sợ bay tới. Thương long nổi giận, phong lôi tịnh khởi. Khi Vũ Hạo Thiên sắp bị một quyền này đấm thành thịt nhão, trên người hắn ta đột nhiên phát ra ma quang màu tím, hắn ta máu, mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc của kiếm ý. Tiểu vô tướng ma quyết. Vũ Hạo Thiên phẫn nộ hét lên, thi triển ma công đến mức cao nhất, quay người lại đấm một phát, bá quyền. Thiên địa đồng tâm. Khi hắn ta xoay người lại, ma quang màu tím chiếu ra xung quanh, khác với lần trước nghịch đảo càn khôn, nắm thiên địa trong lòng bàn tay. Bá quyền lần này hắn ta thi triển dùng ma quang màu tím cắn nuốt uy lực thiên địa, sau đó đấm một quyền như thể cả thiên địa cũng bị hắn ta đấm nát. Cùng là bá quyền nhưng uy lực không thể so sánh với nhau. Cùng là Vũ Hạo Thiên nhưng giờ đây hắn ta đã khác xưa, hắn ta cũng đã thay ra đổi thịt từ lâu. Bùm! 2 tia quyền mang mạnh mẽ va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ rung trời, dư chấn khủng khiếp lan rộng ra xung quanh, nhìn mà phát khiếp. Chuyện này sao có thể? Hơi thở này còn đáng sợ hơn cả Nam Cung Hạ. Trời ạ, rốt cuộc Huyền Hoàng giới có lai lịch gì mà còn có thêm một yêu nghiệt ma đạo như thế này? Thật khó tin, không ngờ còn có một người mạnh hơn Nam Cung Hạ. Võ giả của những giới vực khác trên quảng trường nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm, vô cùng khiếp sợ. Bùm, bùm, bùm. Trên không trung, 2 âm thanh quanh quẩn bên nhau, va đập vào nhau, quyền đấm vào người như 2 vị sát thần vô địch đang chiến đấu với nhau. Phụt. Sau hơn 10 chiêu, Vũ Hạo Thiên hộc ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt. Hắn dùng thanh tiêu kiếm quyết và thương long cửu biến thi triển thất sát quyền mà không thể hạ được đối phương, cuối cùng phải dung hợp kiếm uy thương long bất diệt vào quyền thế mới làm đối phương bị thương. Với thực lực của hắn hiện tại, tu luyện đồng thời 2 đại kiếm quyết có thể nói là người duy nhất từ xưa đến nay trên con đường thông thiên. Nhưng không ngờ lại không thể áp đảo đối phương, thật khó tin.
nếu không nhờ trình độ kiếm đạo của hắn quá xuất sắc, dung hợp thương long bất diệt đã có thể so sánh với ý chí võ học tam phẩm, quả thật hắn không dám chắc chắn có thể đánh đối phương trọng thương. Ha ha ha, Lâm Nhất, người cũng chỉ có vậy thôi. Vũ Hạo Thiên đã hoàn toàn bại lộ thực lực, không che giấu gì nữa, hắn ta lau máu trên khóe miệng, trong mắt bắn ra sát ý lạnh lẽo. Lâm Nhất bình tĩnh nói, nếu đã như vậy thì ta sẽ đứng yên ở đây, ngươi cứ tới lấy mạng ta là được. Ta cho ngươi một cơ hội, ta không rút kiếm. Nghe vậy, ánh mắt Vũ Hạo Thiên chợt lóe, nhưng hắn ta lập tức cười khẩy, tiểu tử nhà ngươi xảo quyệt thật đấy, muốn lừa ta đâm đầu vào chỗ chết, sao ta có thể mắc mưu. Cái đầu của ngươi cứ tạm thời giữ đó, ta sẽ đích thân tới lấy, nhưng trước khi giết ngươi ta sẽ đánh ngươi tàn phế trước. Để ta xem Thánh Minh sẽ bảo vệ một kẻ tàn phế như ngươi bằng cách nào, đến lúc đó sư muội ta ở cổ vực Nam Hoa sẽ đích thân đi giết tất cả những người mà ngươi quan tâm ở Lăng Tiêu Kiếm Các. Ha ha ha, nỗi nhục nhã mà ngươi mang lại cho ta và sư muội, ta sẽ trả lại gấp hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hắn ta như đã phát điên, sự thù hận và lửa giận trong đôi mắt ấy khiến người ta kinh hãi. Rốt cuộc mối thù này lớn cỡ nào mà hắn lại muốn giết tất cả những người Lâm Nhất quan tâm, còn khiến hắn sống không bằng chết. Còn con khốn Nguyệt Phi Vi nữa, ta nhất định sẽ tìm được nàng ta trên con đường thông thiên này. Lâm Nhất, người cứ đợi đó cho ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, vẻ mặt dữ tợn của Vũ Hạo Thiên khiến ba người nhóm Phương Thiếu Vũ sợ hãi. Họ thực sự không ngờ Vũ Hạo Thiên lại là một người đáng sợ như vậy, trước đó hắn ta đã che giấu rất tốt. Hắn ta bày ra hết mọi sự thù hận ngập trời trong lòng mình trước mặt Lâm Nhất, thật đáng sợ. Ngươi không có cơ hội này. Lâm Nhất lạnh lùng trả lời một câu, vừa dứt lời, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Vũ Hạo Thiên chưa từng nhìn thấy kiếm quang khủng khiếp như thế, nó thoát ẩn thoát hiện bắn tới. Nhát kiếm này không chỉ nhanh đến đáng sợ mà những nơi nó đi qua, kiếm thế mênh mông như giải ngân hà phía ngoài 9 tầng trời rơi xuống, ánh sao chiếu rọi khiến người ta cử động cứng nhắc, cảm giác máu đông đáng sợ lại kéo đến. Phụt! Máu phụt ra, Vũ Hạo Thiên cố hết sức né tránh vẫn bị kiếm quang để lại một vết thương dữ tợn trên người. Chết tiệt! Rốt cuộc có chuyện gì với kiếm quang này thế? Vũ Hạo Thiên sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, không còn kiêu ngạo như vừa rồi. Vội vàng bỏ chạy không dám trì hoãn thêm một giây phút nào. Đi nhanh lên, đây là kiếm ý thông linh ẩn chứa bất diệt, một loại ý chí võ họ tam phẩm bình thường khác, nếu không lĩnh ngộ thâm sâu thì cũng có thể chém vỡ bằng một nhát kiếm. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, đây là một con quái vật kiếm đạo, trình độ kiếm đạo của hắn đã sớm vượt xa giới hạn của huyền hoàng giới. Bây giờ đến con đường thông thiên, hắn không khác gì hổ dữ thoát chuồng, chân long rời biển. Sự bùng nổ tiềm năng ấy không phải một tiểu bối như ngươi có thể tưởng tượng nổi. Ma linh trong cơ thể Vũ Hạo Thiên liên tục la hét, tức giận vì Vũ Hạo Thiên tự tiện hành động, không nghe theo lời dặn của hắn ta trước đó. Đáng chết! Rõ ràng mình đã đủ mạnh, thế mà giờ vẫn bị hắn đuổi chạy như một con chó, rốt cuộc đến khi nào mình mới có thể chân chính bóp chết hắn. Vũ Hạo Thiên không dám đánh trả, hắn ta điên cuồng chạy về phía ngoài thành. Chỉ chốc lát trên người hắn ta đã xuất hiện thêm rất nhiều vết thương vô cùng dữ tợn, máu bắn ra, Vũ Hạo Thiên đau đớn la hét thảm thiết. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, hắn ung dung lấy kiếm đánh kẻ địch. Cách hắn vung kiếm nhìn có vẻ chậm chạp nhưng rất chính xác, từ đầu đến cuối đều bao vây đối thủ trong kiếm thế của mình. Không bao lâu sau, Vũ Hạo Thiên sẽ mất hết sức sống và chết đi. Để ta... Ma linh trong đầu Vũ Hạo Thiên khẽ thở dài, hắn ta muốn khống chế cơ thể của đối phương, nhưng làm vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hắn ta. Thời gian ngắn thì không sao, sẽ cần ngủ say một thời gian dài, thậm chí còn có khả năng không bao giờ tỉnh lại. Xin tiền bối hãy cứu ta. Vũ Hạo Thiên thở phào, vội vàng la lên trong lòng. Vèo, vèo, vèo. Bỗng nhiên sâu trong mắt Vũ Hạo Thiên sinh ra sợi ma diễm màu tím thứ nhất. Khí chất thay đổi hoàn toàn. Hắn ta thoát ẩn thoát hiện, di chuyển thật nhanh, từ nguyệt ma quang bộ được hắn ta thi triển đến cực hạn để né tránh vô số tia kiếm quang, thoát ra khỏi kiếm thế của Lâm Nhất. Vừa bước ra khỏi vòng vây kiếm thế của Lâm Nhất, Vũ Hạo Thiên ngoảnh đầu nhìn lại, ngọn lửa tím trong mắt kỳ dị một cách đáng sợ. Dư Nghiệt Kiếm Tông huyền hoàng giới, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Phú Hạo Thiên nhếch môi cười lạnh lùng, bay lướt qua vô số lầu các, chớp mắt đã cách tường thành gần mấy nghìn mét. Lâm Nhất ngẩn ra, vừa rồi khi ngoảnh đầu lại, Vũ Hạo Thiên như biến thành một người khác. Tu vi, công pháp, thực lực, ý chí võ học, tất cả đều không thay đổi, nhưng khí chất lại thay đổi rất lớn, đặc biệt là ngọn lửa tím ở sâu trong mắt như có thể hòa tan hồn phách của người khác. Thần thụ thanh tiêu, dĩ mộc sinh phong. Lốc xoáy tử điện dài đến trăm mét nổi lên từ dưới lòng bàn chân Lâm Nhất, cuốn hắn lao đi nhanh như chớp, tất cả lầu các và cung điện ở những nơi nó đi qua đều bị nghiền thành bột phấn. Đợi đến khi lốc xoáy tử điện tiêu tán, Lâm Nhất bay tới chém một nhát kiếm. Bùm! Phú Hạo Thiên quay lại tung quyền đỡ mũi kiếm, khóe miệng chảy máu, trong mắt có ánh sáng lạnh bừng lên. Tiểu tử này! Hắn ta vừa trúng chiêu, không dám che giấu thực lực nữa, phát huy tiềm năng của cơ thể này đến mức cao nhất. Dựa vào uy lực bùng nổ từ nhát kiếm của Lâm Nhất, hắn ta nhanh chóng nhảy lên tường thành, sau đó hạ xuống lại hộc ra một búng máu. Nhưng khi hắn ta vừa rơi xuống, còn chưa kịp đứng dậy, Lâm Nhất đã bước liên tiếp 9 bước giữa không trung, khí thế mạnh mẽ như long đằng cửu thiên. Sơn hà vạn dặm như hoa nở rộ, giang hà cửu chuyển huyết nhiễm thương khung. Lâm Nhất đứng giữa không trung, dấu ấn tím trên ấn đường kỳ ảo như yêu, chém ra một kiếm. Trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà. Khi Lâm Nhất chém ra nhát kiếm này, kiếm phá sơn hà dung hợp 9 đại dị tượng lập tức chôn vùi bức tường thành sừng sững như núi. Tường thành bị nổ thành một lỗ thủng khổng lồ, mặt đất xuất hiện hố sâu vô cùng đáng sợ, vô số tảng đá lớn bị dư uy làm bay lên. Một bóng dáng chật vật mơ hồ liên tục hộc máu, nhảy ra khỏi hố sâu rồi chạy như điên. Chân thân, Lâm Nhất nghi hoặc, nhảy xuống hố tìm kiếm kỹ càng, một lát sau mới cầm kiếm táng hoa nhảy ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo. Ngoài thành, Lâm Nhất lần theo vết máu chạy đi tìm. Hắn nán lại dưới hố một lúc, đợi khi ra ngoài thì không còn nhìn thấy bóng dáng Vũ Hạo Thiên nữa. Nhưng Lâm Nhất vẫn điềm nhiên như thường, hắn cần một đòn chí mạng, không để lại đường sống cho người này nên nhất định phải cẩn thận, xác định người chạy trốn là chân thân của Vũ Hạo Thiên, có trời mới biết hắn ta có bí bảo thế thân nào hay không. Dùng thế thân để che mắt người khác, còn chân thân thì trốn dưới hố sâu. Sau khi xác định dưới hố không có hơi thở sinh mệnh, Lâm Nhất mới cố hết sức đuổi theo, đối phương vốn đã bị thương còn bị kiếm phá sơn hà đánh trọng thương, chắc chắn sẽ không chạy được xa. Nếu là người thường thì đã chết không biết mấy trăm lần, Vũ Hạo Thiên cứ như một con rán. Người này cần phải chết. Chưa kể đến những lời đe dọa độc ác của hắn ta, Lâm Nhất tin rằng hắn ta nhất định sẽ làm được, ánh mắt hắn ta nhìn hắn sau cùng kia cũng khiến hắn cảm thấy hơi sợ hãi. Dư Nghiệt Kiếm Tông. Hắn nói mình là Dư Nghiệt Kiếm Tông, tức là bản thân hắn cũng biết trận chiến đã được đặt sẵn trong đời mình. Hai người, một kẻ kế thừa nhân quả Kiếm Tông, một kẻ kế thừa nhân quả Tử Nguyệt Động Thiên, đó là số mệnh không cách nào tránh khỏi. Một là ngươi chết, hai là ta bỏ mạng. Nếu không một người khác chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất đã thấy được bóng dáng đối phương, bước chân lảo đảo, hơi thở suy yếu. Phú Hạo Thiên bị thương quá nặng, cạn kiệt tu vi căn nguyên, trước mặt cũng là sức cùng lực kiệt. Ha ha, Lâm Nhất, ngươi thật độc ác, đến lúc này rồi vẫn không chịu buông tha cho ta. Cảm nhận được kiếm thế ngập trời phía sau, Phú Hạo Thiên cả người là máu xoay lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ dáng vẻ hắn ta đầy dữ tợn, hơi thở mỏng manh, hoàn toàn không còn phong thái ngày thường. Cơ thể lung lay sắp đổ. Như thể Lâm Nhất không ra tay thì sớm muộn gì hắn ta cũng chết. Lâm Nhất cẩn thận quan sát đối phương, không nhanh không chậm sải bước đi tới, con người hắn bỗng chốc co rụt lại, dừng chân. Kiếm nô, người muốn giết ta lắm mà. Đầu của họ Vũ ta ở đây, có gan thì cứ tới mà lấy. Phú Hạo Thiên nhìn thấy Lâm Nhất dừng lại, gương mặt đầy máu tươi trở nên đầy dữ tợn cười khẩy. Lâm Nhất không nhúc nhích, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Thản nhiên nói, thế mà ngươi cũng chạy thoát được, Vũ Hạo Thiên ngươi đúng là khắc tinh của đời ta, nếu ta bước thêm một bước nữa, e là cơ thể giả này của ngươi sẽ ôm ta cùng chết. Nụ cười trên mặt Vũ Hạo Thiên biến mất, vẻ mặt chợt thay đổi, tại sao ngươi biết? Trong mắt ngươi không có tử diễm, trước đó ngươi đã quay đầu nhìn ta một cái. Mặt Lâm Nhất không chút thay đổi, nói. Vũ Hạo Thiên thoáng sửng sốt, có chút ảo não.
nhưng hắn ta cũng kinh hãi không thôi, cười lên như điên, ha ha ha, người đúng là cẩn thận, trở thành kẻ địch của ngươi, ta nghĩ tới thôi đã rợn hết cả người. Lần sau gặp mặt, ta sẽ không chật vật như ngày hôm nay, nhất định sẽ nghiền nát ngươi. Khi hắn ta đang nói chuyện, thì làn da cũng dần nứt ra những khe hở, bên trong là ánh sáng màu tím cực kỳ chói mắt. Cả người như một lò luyện, thứ ma quang khủng bố trong cơ thể bắt đầu khởi động, khi vầng sáng đó đạt tới cực hạn thì da rẻ cũng bong ra từng mảng lớn. Cuối cùng, lộ ra một bức tượng ma to bằng bàn tay, tượng ma đó chính là dáng vẻ của Vũ Hạo Thiên nhưng nhỏ đi mấy chục lần. Ầm, trong nháy mắt, bức tượng ma ầm ầm nổ tung, như tử nguyệt tím nổ mạnh dưới mặt đất khiến cả mảnh đất không ngừng rung lên. Mượn mộc sinh phong, bước chân Lâm Nhất vẫn giữ ở đó, khoảnh khắc cất kiếm vào lốc xoáy với tia lửa điện màu tím bùng lên. Tượng ma bùng nổ để lại dư chấn, bị cơn lốc tia lửa điện xung quanh thổi tan tác. Chờ Táng Hoa quay trở về bao kiếm, lốc xoáy mới dần tan đi, đảo mắt nhìn lại, trước mặt Lâm Nhất đã xuất hiện cái hố thật lớn. Trông cái hố như vết tích của thiên thạch rơi xuống để lại, rất khó tưởng tượng khu vực trung tâm đó còn nguy hiểm đến mức nào. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu, suy nghĩ lại xem đối phương đã lừa gạt mình thế nào. Đối phương vẫn chưa thật sự bị kiếm phá sơn hà đánh trúng, khi một kiếm dung hợp 9 loại dị tượng kia chuẩn bị rơi xuống, thì chân thân đã bỏ lại bức tượng ma này để tạo thành phân thân giả. Thế nhưng làm việc đó có mức độ khó cũng như nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần chân thân bị chém trúng một vị trí nhỏ thôi, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng bí bảo tượng ma này có gì đó kỳ lạ, e là nó ẩn chứa rất nhiều máu huyết cũng như hồn phách của Vũ Hạo Thiên. Tượng ma nổ tung thế này, bản thể cũng sẽ bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó hồi phục. Nhưng có thể thấy đó không phải là kết quả Lâm Nhất muốn, đánh bị thương lại không chết, sớm muộn gì cũng sẽ thành họa lớn. Kiếm của ta vẫn chưa đủ nhanh. Lâm Nhất khẽ thở dài, nếu kiếm có thể nhanh hơn một chút, Vũ Hạo Thiên chắc chắn phải chết. Nhưng trên đời không có chữ nếu, Lâm Nhất cũng không phải hạng người rộng lượng quyết đoán, trong mắt anh ta hiện lên tia sáng lạnh lẽo, lần sau gặp lại còn muốn nghiền nát ta. Vũ Hạo Thiên, chờ xem. Về trước đã. Tia sáng lạnh trong mắt Lâm Nhất chợt tắt, bình ổn tất cả mọi cảm xúc trong lòng. Về. Sau một nén nhang. Lâm Nhất lặng lẽ không một tiếng động trở về tới quảng trường chất đầy đan tinh nguyên. Ba người Phương Thiếu Vũ nhìn thấy Lâm Nhất bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm, ai cũng lộ vẻ vui mừng. Lâm Nhất có chút đăm chiêu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ngựa huyết long trong hình thái long kình, long miêu đang đứng trước đống đan tinh nguyên, khí huyết dồi dào trong người bắt đầu khởi động. Trước mặt nó là một vài người đã ngã xuống, không có gì bất ngờ, tất cả đều chết ngất đi. Sao lại thế này? Lâm Nhất nhíu mày hỏi. Phương Thiếu Vũ còn chưa trả lời thì có một người đã đi tới, cười nói, Lâm công tử về đúng lúc lắm, ta chỉ đến lấy đi đan tinh nguyên thuộc về mình, nhưng hình như yêu sủng của ngươi không chịu nói lý lẽ, đánh vài người của bọn ta bị thương, con xúc sinh đó hung hăng lắm, ngươi nên dạy dỗ nó lại đi. Lâm Nhất đảo mắt sang nhìn kẻ lên tiếng. Trùng hợp ghê, Lâm Nhất nhớ rõ người này, ấn tượng cũng khá sâu sắc. Đây chính là kẻ đầu tiên xung phong làm chó cho Nam Cung Hạ, Thanh Ưng giới Trương Phong. Hai người bên cạnh lần lượt là Hoàng Hổ Thạch Lũng giới cùng Vi Huynh của Phong Ảnh giới. Nhờ phước của ba tên đó, đa số mọi người ở quảng trường đều đứng về phía Hỏa Vân giới. Người muốn lấy bao nhiêu đan tinh nguyên, Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Ánh mắt Trương Phong hiện lên vẻ tham lam, cười nói, một vạn viên là đủ. Ba người bọn ta bị Hỏa Vân giới ép bức thảm thương, lần này may có Lâm công tử cứu giúp. Những người khác nghe thấy thế thì ánh mắt cũng bắt đầu dục dịch. Lâm Nhất nhếch miệng, cười nhạo, ta chỉ mới nghe nói công phu sư tử ngoạm, chứ chưa nghe nói con chó cũng dám há miệng to như thế. Ba người Trương Phong tái mặt, Lâm Nhất này dám nói bọn họ là chó trước mặt bao người. Lâm Nhất, bọn ta lấy đi đan tinh nguyên thuộc về mình là chuyện hết sức bình thường. Ngươi không cho thì thôi, sao lại sỉ nhục bọn ta, ngươi làm thế có khác gì bọn cướp giật Hỏa Vân giới này đâu. Trương Phong vẫn giữ bình tĩnh, lạnh giọng nói. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi đã chủ động đứng ra làm chó cho Nam Cung Hạ, thế thì nói gì đến hai chữ sỉ nhục nữa, Lâm Nhất cười tủm tỉm nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ cười cợt. Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, nghẹn họng nói không nên lời, sắc mặt cũng trở nên âm u hơn.
Lâm Nhất, hôm nay đàn tinh nguyên này ngươi không muốn cho cũng phải cho. Ngươi đắc tội với hỏa vân giới, chỉ cần bọn ta muốn, có thể mật báo với người nắm quyền hỏa vân giới bất kỳ lúc nào. Thực lực của Nam Cung Hạ này không được tính là mạnh nhất ở hỏa vân giới, hắn ta cũng chưa thể tu luyện hỏa vân phần thiên thủ đến cảnh giới cao siêu. Lâm công tử, ba huynh đệ bọn ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cẩn thận lại. Lâm Nhất, bọn ta chỉ lấy đi 1 vạn viên đan tinh nguyên mà thôi, chút lợi lộc đó ngươi cũng không chịu cho, đừng có mà quá đáng như thế. Thấy Lâm Nhất không có ý định nhượng bộ, ba người cũng hoàn toàn trở mặt, cũng chẳng hề sợ hãi. Tuy Lâm Nhất rất mạnh, nhưng hắn đã đánh liên tục 2 trận rồi, chưa chắc đã đủ sức giết hết cả 3 người họ. Chỉ cần 1 người còn sống, thì sẽ đủ sức vạch trần chuyện này cho hỏa vân giới, khi đó Lâm Nhất cũng chỉ còn con đường chết. Sắc mặt Trương Phong đầy âm u, lạnh lùng nói, Lâm Nhất, bọn ta cũng là những người đứng đầu trong giới nên cũng có mắt để nhìn. 2 trận chiến của ngươi trông thì thoải mái, nhưng rõ ràng đã phải tung hết sức, bây giờ ngươi còn lại bao nhiêu sức mạnh. 3 người bọn ta có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng bị hỏa vân giới cướp đi đan tinh nguyên không chỉ là 3 người bọn ta, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lời hắn ta vừa dứt, tim đám người từng ồn ào muốn quỳ xuống trước Nam Cung Hạ cũng bắt đầu nhanh hẳn lên. Thực lực của Lâm Nhất là không thể nghi ngờ, mạnh đến mức quá đáng, nhưng lời Trương Phong nói cũng là sự thật. Nếu tất cả cùng lên, Lâm Nhất chưa chắc đã đánh lại, muốn cắn chặt không buông cũng khó. Trương Huynh nói rất đúng, bọn ta cũng bị đám hỏa vân giới cướp đi khá nhiều đan tinh nguyên, mong Lâm công tử đừng khinh người quá đáng. Mong Lâm công tử đừng khinh người quá đáng, để bọn ta được lấy lại đan tinh nguyên. Sắc mặt Phương Thiếu Vũ chợt đổi, đáng chết, đám người này còn dám cắn ngược lại, nói Lâm Nhất khinh người quá đáng. Tiếng động vang lên liên tiếp khiến Trương Phong trở nên can đảm hơn, thấy Lâm Nhất không nói gì, trong lòng hắn ta càng chắc chắn hơn. Nghĩ đến trận chiến giữa Lâm Nhất với Vũ Hạo Thiên của Huyền Hoàng giới, hắn đã tiêu hao rất lớn, thậm chí còn có thể bị nội thương. Người nọ cũng khá cao minh, thực lực mạnh hơn Nam Cung Hạ rất nhiều, Lâm Nhất muốn giết đối phương mà không hề hấn gì cũng không phải chuyện dễ. Vừa nghĩ tới đây, Trương Phong thay đổi sắc mặt, cười nham hiểm, ta đổi ý rồi. Bây giờ 3 người chúng ta muốn lấy 1 vạn viên đan tinh nguyên cho mỗi người, người cũng phải cho chúng ta xem hỏa vân phần thiên thủ. Như vậy thì mọi người sẽ ở trên cùng 1 chiếc thuyền. Đúng vậy, người muốn độc chiếm võ học tạo hóa cấp bậc như hỏa vân phần thiên thủ, không có chuyện tốt thế đâu. Hoàng Hổ và Vi Khuynh ở bên cạnh cũng hùa theo, ánh mắt gian xảo như nhìn thấu được ý đồ của Lâm Nhất. Thú vị! Ánh sáng lạnh bùng lên trong mắt Lâm Nhất, hắn đã hoàn toàn nổi giận. Hắn chưa gặp người nào vô sỉ như thế. Một lũ tự nguyện làm chó cho hỏa vân giới lại bảo hắn khinh người quá đáng, thật vô lý. 3 người nhóm Trương Phong nhìn thấy sát ý trong mắt Lâm Nhất lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lùi lại, lớn tiếng nói, Lâm Nhất, người đừng ỷ mình mạnh mà khinh người quá đáng, chúng ta chỉ lấy lại những thứ lẽ ra phải thuộc về mình thôi. Lâm Nhất đặt tay phải lên chuôi kiếm, cười lạnh lùng, hay cho câu khinh người quá đáng. Hôm nay Lâm Mỗ khinh các ngươi thì thế nào? Soạt, táng hoa ra khỏi vỏ, máu văng tung tóe, 3 cái đầu lần lượt rơi xuống đất. Khinh người quá đáng. Khinh thì thế nào? Tôm tép nhãi nhép không biết điều, cứ chém 1 nhát là được. Trương Phong, Hoàng Hổ, Vi Khuynh. 1 giây trước 3 người vẫn còn sống sờ sờ ra đó, nhưng 1 giây này còn chưa trôi qua hết, đầu họ đã lần lượt rơi xuống đất. Bịch. 3 cơ thể không đầu ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Mà kiếm của Lâm Nhất đã sớm cất vào vỏ, cảnh tượng chấn động khiến người ta sởn gai óc. Những người đòi cướp đan tinh nguyên trước đó đều im miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai cũng la lối bảo Lâm Nhất đừng khinh người quá đáng, nhưng chính họ lại ỷ người đông thế mạnh, hùng hổ đe dọa người khác. Họ cho rằng Lâm Nhất đánh nhiều trận liên tục, thậm chí còn bị nội thương khi đấu với Vũ Hạo Thiên nên mới nhường nhịn họ. Không ngờ hắn chỉ không muốn tàn sát mọi người mà thôi. Bây giờ đám người này ép Lâm Nhất giết 3 người bằng 1 nhát kiếm, đặc biệt là sau câu nói khinh ngươi thì thế nào cũng coi như đã tự nhận quả báo. Những ai nói muốn đi theo Nam Cung Hạ vừa rồi đều cút hết đi, đừng xuất hiện trước mặt ta. Những người còn lại đều có thể lấy 500 viên đan tinh nguyên, Lâm Nhất ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua đôi mắt này tinh lắm, ai từng làm chó ta đều nhớ kỹ. Lâm Nhất cảnh cáo,
lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng. Chết tiệt! Đám người này run bần bật trước ánh mắt của Lâm Nhất, nhưng trong lòng lại mắng thầm. Không ngờ thằng khốn này lại muốn đuổi chúng ta đi, đợi sau khi đi phải báo cho người của Hỏa Vân giới mới được. Vẫn chưa đi à? Lâm Nhất thầm cười khẩy, ngay sau đó vung tay lên. Phụt! Ấn đường của một kẻ kêu gào Lâm Nhất nhất định sẽ chết, trợ uy cho Nam Cung Hạ trước đó xuất hiện lỗ máu, chết ngay tại chỗ. Đi, đi, đi! Những người khác sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, không dám tiếp tục ở lại, thậm chí còn không có can đảm quay đầu lại nhìn Lâm Nhất. Những người này đều rất trơ trẽn, không thể giữ lại một kẻ nào, nếu không họ sẽ tiết lộ tranh chân dung và thông tin của ngươi cho người của Hỏa Vân giới. Phương Thiếu Vũ bước tới nói nhỏ vào tai Lâm Nhất, trước đó hắn ta rằng co với đám người này, coi như đã được biết sự vô sỉ của họ. Ra vẻ ta yếu ta có lý. Hoàn toàn quên mất dáng vẻ lúc trước tự nguyện đi theo Nam Cung Hạ cười nhạo và mắng chửi Lâm Nhất. Lúc này người của Hỏa Vân giới vừa chết, họ lập tức phủi sạch quan hệ, còn muốn được chia đan tinh nguyên, vô sỉ đê tiện mà còn trơ trẽn. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, thản nhiên đáp, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, chuyện ta giết Nam Cung Hạ sớm muộn gì cũng sẽ chuyển đi, trừ phi ta giết sạch người của thành trì này, thậm chí là giết các người để diệt khẩu. Đây mới là biện pháp vẹn toàn nhất. Phương Thiếu Vũ nghe vậy thì sửng sốt, hắn ta cho rằng Lâm Nhất không đủ quyết đoán, nhưng Lâm Nhất lại suy nghĩ sâu xa hơn cả hắn ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền